Chào bạn, thật vui khi bạn đến với video của mình. Trong video này, mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách để vẽ cấu trúc Lewis. Để vẽ cấu trúc Lewis tốt thì bạn hãy thực hành thật là nhiều. Đây là một số những cái phân tử nhỏ, những cái ion mà mình đã chuẩn bị, bạn và mình có thể cùng nhau thực hành. Để vẽ cái cấu trúc Lewis thì mình cần có 4 bước. Bước thứ nhất là mình hãy tính tổng cái electron hóa trị của tất cả những nguyên tử trong cái phân tử. Bạn cần lưu ý cho mình là mình chỉ quan tâm tới cái electron hóa trị thôi, chứ mình không phải quan tâm hết tất cả những cái electron trong nguyên tử của cái phân tử. Thứ hai, bạn hãy vẽ cái bộ khung của cái phân tử mà bạn muốn vẽ cấu trúc Lewis. Mỗi một cái cặp electron thì mình có thể sử dụng để mình vẽ một cái liên kết. Vẽ liên kết, bạn có thể sử dụng hai cách. Một là bạn vẽ cái dấu gạch. Hai là bạn dùng cái dấu hai chấm. Cái nào cũng được. Bước thứ ba là sau khi sử dụng những cái electron hóa trị để mà tạo nên cái bộ khung phân tử, bạn hãy sử dụng những cái electron còn lại. Thí dụ như cái phân tử đó có 10 electron hóa trị và mình đã sử dụng hết 6 cái electron hóa trị để tạo nên những cái liên kết của bộ khung phân tử rồi, thì sẽ còn lại 4 electron nữa. Thì mình hãy dùng những cái electron còn lại này để điền vào xung quanh các nguyên tử trong phân tử này, sao cho những cái nguyên tử trong cái phân tử này thỏa mãn được cái quy tắc bát tử, tức là xung quanh mỗi cái nguyên tử sẽ có 8 electron. Và một điều lưu ý là cái quy tắc bát tử này không phải sử dụng cho tất cả các nguyên tử, mà nó thường chỉ đúng đối với những cái nguyên tử thuộc cái chu kỳ thứ hai của bảng hệ thống tuần hoàn. Một số cái nguyên tử trong cái chu kỳ 2 cũng không tuân theo cái quy tắc bát tử này nữa. Bước cuối cùng, bước thứ tư, sau khi bạn đã điền những cái electron vào xung quanh các cái nguyên tử trong phân tử rồi, bây giờ bạn hãy xem xét lại một lần nữa, xem coi có cái nguyên tử nào mặc dù đạt được cái quy tắc bát tử, nhưng mà khi so sánh với cái electron hóa trị ban đầu của chính bản thân cái nguyên tử này, nếu như có dư hay là có thiếu electron, thì mình cần phải xác định xem cái nguyên tử này là mang điện tích âm hay điện tích dương. Thì nếu như nó có mang điện tích, bạn hãy đánh một cái ký hiệu, dấu cộng hoặc dấu trừ kế bên cái nguyên tử đó. Cách viết điện tích cũng đơn giản, bạn có thể viết một dấu trừ, nghĩa là điện tích âm, hoặc là bạn viết dấu cộng để thể hiện điện tích dương. Có khoảng 70 cái ví dụ ở đây, và mình sẽ cùng với bạn làm 70 cái ví dụ này. 70 cái ví dụ này chính là những cái bài tập mà thường hay ra trong đề thi khóa đề cương về cái phần cấu trúc Lewis mà mình thường cho sinh viên của mình làm. Mình mong là nó sẽ giúp ích cho bạn. Bắt đầu nhé. Mặc dù cái tiêu đề ghi là vẽ cấu trúc Lewis và dự đoán cấu trúc hình học, nhưng mà trong cái video này mình sẽ chỉ hướng dẫn cho bạn cách vẽ cấu trúc Lewis thôi. Cái video tiếp theo mình sẽ hướng dẫn cho bạn cái cách nhìn vào cái cấu trúc Lewis và sẽ dự đoán được cái cấu trúc hình học dựa trên sự lai hóa của nguyên tử trung tâm. Vậy thì ở cái video tiếp theo, bạn sẽ xem cái cách xác định lai hóa và cái cách xác định cấu trúc hình học nhé. Phân tử đầu tiên của chúng ta là phân tử F2. Thì fluor là thuộc nhóm 9, nhóm 7. Thì nhóm 7 mình ghi là số 7 La Mã và nhóm 9 thì mình ghi là chữ A. Do fluor thuộc nhóm 9, nhóm 7, cái lớp electron ngoài cùng của fluor có 7 electron. Hai nguyên tử fluor thì tổng cái số electron hóa trị của cái phân tử fluor sẽ là 14. Đó là bước thứ nhất, mình đã xác định được tổng electron hóa trị của các nguyên tử trong cái phân tử fluor. Sau đó thì mình sẽ vẽ cái khung của cái phân tử fluor. Đây fluor chỉ có hai nguyên tử thôi. Do đó mình chỉ cần viết hai cái chữ F thể hiện cho hai cái nguyên tử fluor, và ở giữa mình vẽ một gạch chính là đại diện cho cái liên kết giữa cái hai cái fluor này với nhau. Và một gạch này chính là đại diện cho một cặp electron trong số 14 electron ở đây. Sau khi sử dụng một cặp electron ở đây rồi thì mình còn lại bao nhiêu? Mình còn lại 12 electron nữa. Với 12 electron còn lại này thì mình sẽ sắp xếp nó xung quanh hai cái nguyên tử fluor. Vậy thì hai cái nguyên tử fluor này hoàn toàn giống nhau, cho nên không thể nào mà mình bên thương bên ghét được. Vậy thì 12 electron này mình phân bố đều cho cả hai. Vậy là mỗi bên sẽ có được 6 electron. Bây giờ mình viết dấu chấm để cho các bạn dễ nhìn nha. Vậy là mỗi cái fluor đã được bổ sung thêm 6 electron. Sau khi mà sắp xếp cái số electron xung quanh những cái nguyên tử trong phân tử rồi, thì bây giờ mình kiểm tra xem nó có đạt được quy tắc bát tử chưa. Xung quanh cái fluor có phải có 8 electron chưa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ở đây là 7.
Và một cái electron ở đây do cái nguyên tử flo kế bên dùng chung với cái nguyên tử flo bên phải này. Vậy thì cái nguyên tử flo bên phải đã có 8 electron xung quanh. Tương tự vậy, cái nguyên tử flo bên trái cũng có đủ 8 electron xung quanh. Đây là 7 electron của bản thân flo bên trái và 1 electron được nhận thêm từ cái flo bên phải. Do đó mà flo bên trái đã có đủ 8 electron. Nghĩa là hai cái nguyên tử flo này đều đạt được cái quy tắc bát tử. Đối với những cái nguyên tử ở cái chu kỳ 2 của hệ thống tuần hoàn như là oxy, nitơ, flo, carbon thì cái quy tắc bát tử luôn luôn được đảm bảo. Sau khi mà mình viết xong thì mình kiểm tra lần cuối là kiểm tra điện tích. Mình nhìn thấy ở đây là cái phân tử flo này là một cái phân tử trung hòa. Cho nên là sau khi mình viết cái cấu trúc Lewis xong thì cả cái cấu trúc Lewis này đều phải là trung hòa. Hoặc là nếu có điện tích xuất hiện thì phải là điện tích âm và dương bằng nhau để nó triệt tiêu lẫn nhau. Tính tổng cộng toàn phân tử thì vẫn phải là trung hòa. Thì hồi nãy mình đã nói là flo có 7 electron lớp ngoài cùng. Cho nên bây giờ mình xem nếu như flo vẫn có đủ có 7 electron lớp ngoài cùng là nó trung hòa, nó không cần phải thêm cái dấu điện tích gì hết. Khi bạn xem xét điện tích thì bạn chỉ xem xét những cái electron thuộc về cái nguyên tử mà bạn xem xét, chứ bạn không có xem xét cái electron được cho bởi cái nguyên tử kế bên. Cho nên ở đây mình sẽ xem xét cái điện tích hình thức trên cái nguyên tử flo bên tay phải bằng cách xem xét tổng số electron hóa trị của bản thân nó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 và đây là 7. Cái flo nguyên tử trung hòa ở đây nó vốn có 7 electron và sau khi kết hợp vào phân tử thì nó vẫn có đúng 7 electron ở đây. Điều đó chứng tỏ là cái flo bên tay phải trung hòa. Tương tự vậy thì cái flo bên trái chắc chắn cũng phải trung hòa tại vì nó cũng có 7 electron. Như vậy thì cả cái phân tử flo này đã trung hòa đúng như là cái cấu trúc ban đầu mà đề đã cho. Mình viết lại lần nữa cho các bạn dễ xem. Và để tiết kiệm thời gian, mình sẽ không viết dấu chấm mà mình viết dấu gạch. Mỗi dấu gạch đại diện cho 2 electron. Vậy thì mình viết xung quanh cái flo này có 4 gạch là đạt được bát tử, nghĩa là 8 electron xung quanh. Và khi xét điện tích thì mình chỉ xét, nhớ là chỉ xét cái số electron hóa trị thuộc một mình flo mà thôi. Cái ví dụ đầu tiên nói hơi dài dòng một xíu để cho các bạn có thể thấy rõ hơn những cái quy tắc 4 cái bước ở trên. Mong là bạn sẽ không cảm thấy chán với cách giảng hơi bị chi tiết của mình. Đến với phân tử tiếp theo là phân tử HF. Cái axit này có thể ăn mòn thủy tinh. Bước đầu tiên là mình sẽ đếm cái số electron trước. Hydro là thuộc phân nhóm chính nhóm 1 và có hóa trị là 1, cho nên hydro có 1 electron hóa trị. Flo thuộc phân nhóm 9 nhóm 7 có 7 electron hóa trị. Vậy thì tổng số electron hóa trị của cái phân tử HF này là có 8 electron hóa trị. Sau đó thì mình sẽ vẽ cung sườn phân tử của cái phân tử HF này. H ở đây, F ở đây. Sau đó thì mình sẽ dùng cái cặp electron để mà tạo nên một cái liên kết giữa H và F. Vậy thì bây giờ mình chỉ còn lại 6 electron thôi. 6 cái electron này mình sẽ đặt xung quanh cái flo. 2, 4, 6. Mình nhắc lại lần nữa là mỗi một cái gạch này bạn hãy lưu ý nó chính là 2 electron ở đây. Không có cái cách viết là dấu gạch và sau đó chấm chấm thế này. Ở đây mình chấm chấm là để nhắc nhở các bạn là nhớ là mỗi một cái gạch là tương ứng với 2 electron. Cái gạch ở giữa này cũng tương ứng với 2 electron. Bây giờ chúng ta hãy xem xét lại là chúng ta đã sử dụng đủ 8 electron rồi. Và xung quanh cái hydro này là nó đã có 2 electron. Đây là cái cấu hình bền của hydro. Các bạn nhớ là hydro luôn luôn là có 2 electron khi mà nó kết hợp với nguyên tử khác, chứ không phải là 8 electron quy tắc bát tử. Tiếp theo là mình xem xét flo. Flo đã có 2, 4, 6 và đây là 8, nghĩa là flo đã đạt được quy tắc bát tử. Sau đó mình xem xét điện tích. Thì xem xét điện tích chỉ xem xét coi nó có dư hay thiếu so với cái số electron hóa trị của bản thân nó thôi. Ví dụ hydro vốn có 1 electron hóa trị thì đây chính là 1 electron hóa trị của hydro. Vậy là hydro đã trung hòa rồi. Và flo, flo có 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7 ở đây. Flo có đủ 7 electron hóa trị cho nên flo cũng trung hòa. Vậy thì cái cấu trúc Lewis của phân tử HF là như sau: HF. Ví dụ tiếp theo là phân tử nước.
Rồi, mình nghĩ là bạn đã rất là thông thuộc rồi. Mình rất là vui khi mà bạn xem cái video này tới cái phút này. Vậy thì bây giờ mình sẽ viết nhanh thôi, chỉ những trường hợp nào mà khó thì mình mới nói hơi dài dòng. Mong là sẽ không có làm cho bạn bị chán. Ở đây tổng số electron là 8 electron. Bởi vì oxy có 6 electron hóa trị và hydro có 2 hydro ở đây, vậy thì có 2 electron hóa trị của 2 hydro. Vậy thì tổng cộng là mình có 8 electron hóa trị của cái phân tử nước này. Tiếp theo là mình sẽ viết cái khung sườn của phân tử nước. Mình luôn luôn nên chọn cái nguyên tử nào có cái hóa trị cao nằm ở giữa. Ví dụ hydro là hóa trị 1, oxy hóa trị 2, thì hãy để oxy nằm ở giữa để liên kết với những cái nguyên tử có cái số hóa trị thấp. Tiếp theo là dùng electron để tạo nên liên kết giữa các nguyên tử. Sau khi mình dùng 2 cặp electron, nghĩa là dùng hết 4 electron để tạo nên liên kết thế này, thì mình chỉ còn lại 4 electron thôi. Thì 4 electron đó mình sẽ đặt xung quanh oxy. Thì sau đó mình đếm lại, oxy đã đạt được bát tử. Và sau khi oxy đạt được bát tử thì bạn tiếp tục xem xét điện tích. Xem xét điện tích thì bạn không quan tâm tới cái electron của hydro, bạn chỉ quan tâm tới electron của chính oxy thôi. Oxy có đủ 6 electron như là nó vốn nên có ở trạng thái trung hòa hay chưa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vậy thì oxy đã có đủ. Cấu trúc Lewis của nước là H gạch O gạch H và có 2 cái cặp điện tử trên oxy. Và mình cũng nói thêm là mỗi một cái dấu gạch thế này thì một số thầy cô lớn tuổi còn dùng một cái từ hơi xưa gọi là nhị liên. Mình viết ở đây để nếu bạn có nghe tới cái từ này thì bạn cũng biết là để chỉ những cái cặp electron, có thể là cặp electron trên oxy hoặc là cặp electron đang liên kết này thì đều gọi là nhị liên. Nếu như là cái cặp electron liên kết thì gọi là nhị liên liên kết. Nếu như là cái cặp electron trên oxy không có liên kết thì gọi là nhị liên cô lập. Còn cái từ mà hiện giờ thường sử dụng thì bạn có thể gọi là electron liên kết, chính là electron liên kết giữa oxy với hydro, và electron không liên kết chính là electron chỉ nằm trên một mình oxy thôi. Hoặc là bạn dùng từ điện tử cũng được, điện tử liên kết, cặp điện tử liên kết, cặp điện tử không liên kết. Mình lại tiếp tục nói dài dòng nữa rồi. Phân tử tiếp theo thì có cái công thức phân tử là H2, C và O. Khi bạn làm nhiều, bạn nhìn cái công thức này thì bạn biết đây là aldehyde formic. 2 hydro là có 2 electron, bon có 4 electron hóa trị xung quanh, oxy có 6 electron xung quanh. Vậy thì tổng cộng là chúng ta có 12 electron hóa trị. Bây giờ bắt đầu chúng ta vẽ cái khung nè, carbon hóa trị 4 nằm ở giữa. Sau đó mình phân bổ những cái nguyên tử khác xung quanh. Sau khi tạo nên cái khung của cái phân tử rồi thì bắt đầu mình sẽ vẽ những cái cặp điện tử có 12 electron và mình đã sử dụng hết 6 electron để tạo nên những cái liên kết này rồi. Ở đây mình cần phải đặt thêm electron xung quanh O hoặc xung quanh carbon. Sau khi dùng hết 6 electron rồi thì bây giờ mình bắt đầu mình sẽ dùng thêm 6 electron nữa bằng cách tạo thêm một nối đôi ở đây, tạo thêm một liên kết ở đây. Vậy thì carbon đã đủ 4 liên kết xung quanh. Mình còn lại 4 electron nữa mình sẽ đặt trên oxy. Vậy thì xung quanh oxy cũng đạt được 4 cặp điện tử xung quanh, tất cả đều đạt được bát tử. Thì đây chính là cấu trúc Lewis của aldehyde formic. Phân tử tiếp theo là phân tử HCN. Hydro có 1 electron, carbon có 4 electron, nitơ có 5 electron, thì tổng cộng mình có được 10 electron. Bây giờ mình sẽ vẽ cấu trúc HCN. C có quá trị 4, nitơ có quá trị 3, hydro có quá trị 1, do đó mà mình đặt carbon ở giữa. Sau đó thì mình bắt đầu thêm những cái liên kết xung quanh. Hydro không cần thêm nữa, carbon thì cần phải có thêm 2 cặp electron xung quanh, nitơ cần có thêm 3 cặp electron xung quanh nữa. Vậy thì cái cấu trúc này mình sẽ vẽ như thế này. Xung quanh nitơ đã có đủ 4 cặp, xung quanh carbon đã có đủ 4 cặp. Tiếp theo là NH3. Nitơ có 5 electron, 3 hydro sẽ có 3 electron, vậy thì chúng ta sẽ có 8 electron. Mình sẽ vẽ cái cấu trúc là nitơ H. Vậy thì 8 electron mình đã sử dụng hết 6 electron để tạo các cặp liên kết này rồi. Vậy thì chỉ còn lại 2 electron thôi. Mà mình nhìn trên cái nitơ này nó mới có 3 cặp điện tử xung quanh thôi. Nó cần thêm một cặp nữa. Vậy thì đây chính là cái cấu trúc của ammonia.
Tương tự cái cấu trúc của ammonia này, thay vì sử dụng hydro 3 clo liên kết với nitơ. Nitơ ở đây vẫn là có 5 electron hóa trị, clo có 7 electron hóa trị, 3 clo sẽ là 21 electron hóa trị. Tổng cộng chúng ta có 26 electron hóa trị. Nitơ ở giữa, clo xung quanh, dùng cặp electron để tạo nên liên kết giữa các nguyên tử. Và ở đây mình đã dùng hết 6 electron, mình còn lại 20 electron. Vậy thì xung quanh nitơ vẫn chưa đạt được 8 cặp điện tử, chưa thỏa mãn quy tắc bát tử, cho nên mình phải thêm một cặp vào nitơ. Sau đó thì mình sẽ xem xét tiếp, mình còn lại 18 electron, mà ba cái clo này không có phân biệt nhau. 18 electron chia đều cho ba clo, mỗi clo sẽ được nhận 6 electron. Cái cấu trúc tiếp theo rất là đơn giản là CH4, CCl4 và CF4. Mình sẽ vẽ nhanh bởi vì những cấu trúc này rất dễ. C và có 4 liên kết xung quanh liên kết với H. Và CCl4 thì cũng là C nằm ở giữa, có 4 clo nằm xung quanh. Do ở đây trên clo còn có những cái cặp điện tử không có liên kết, do đó mà chúng ta đừng có quên là phải thêm những cặp điện tử xung quanh clo. 2, 3 và ở đây là 4. Tương tự vậy, mỗi clo được thêm vào 3 cặp. CF4 cũng tương tự vậy, có 4 F nằm xung quanh C. Do flo, clo, bromiod đều nằm ở phân nhóm 9, nhóm 7, do đó mà nó có những cái cặp điện tử hóa trị ở xung quanh của nó để đạt được 7 electron. Ở đây mình đã thấy flo đã bỏ ra 1 electron ở đây rồi, phải còn 6 electron nữa. 6 electron tương ứng với được biểu diễn bằng 3 gạch. Phân tử tiếp theo là ClF3, clo phải nằm ở giữa và ba cái flo cần phải nằm ở xung quanh. Sau đó thì mình thấy xung quanh cái clo này vẫn chưa đạt đủ 4 cặp điện tử liên kết xung quanh, do đó mình cần phải thêm một cặp nữa để cho đạt đủ 4. Nhưng mà nếu mình chỉ thêm một cặp để đạt đủ 4 thì cái clo này đã có bao nhiêu điện tử hóa trị rồi? 1, 2, 3, 4, 5. Do đó mà nó cần thêm một cặp electron nữa. Sau đó clo thì cần thêm 3 cặp xung quanh. Bây giờ mình đánh số đi. Ví dụ số 11, BF5. Cái phân tử này cũng tương đối đơn giản thôi. Phosphor hóa trị 5, cho nên phosphor sẽ nằm ở giữa, flo sẽ nằm xung quanh. Vậy thì flo nằm xung quanh, mình vẽ 5 cái hóa trị xung quanh thôi. Flo, flo đây, flo đây. 5 cái flo nằm xung quanh cái P. Đó, mình cần phải biết cái phosphor này là phân nhóm 5, phân nhóm 9, nhóm 5, cho nên nó phải có 5 electron ngoài cùng. F là nhóm 7, có 7 electron ngoài cùng, thì đây là có 35 electron. Vậy thì mình xem nè, flo đã có đủ 5 electron hóa trị chưa? 1, 2, 3, 4, 5. Vậy là flo đảm bảo trung hòa. Vậy thì những cái electron khác mình yên tâm, mình chỉ cần đặt xung quanh mỗi cái flo để cho flo đủ 7 electron là được. Ở ví dụ số 12 thì cái phân tử mình cần phải khảo sát đó là BCl4 và mang một điện tích dương. For là ở phân nhóm 9, nhóm 5, cho nên có 5 electron. Clo là phân nhóm 9, nhóm 7 và 4 clo là có 28 electron. Nhưng mà mình cần phải trừ ra 1 electron thì nó mới tạo thành điện tích dương ở đây. Do đó mà tổng cái electron của cái phân tử này là 32 electron. Mà mình sẽ đặt cái phosphor ở giữa và 4 cái clo nằm ở xung quanh. Sau đó thì chúng ta sẽ tạo liên kết như thế này. Và xung quanh clo cần phải có đủ 3 cặp electron nữa. Phosphor ở giữa và phosphor cũng đạt được 4 cặp điện tử xung quanh. Nhưng mà mình hãy xem là cái phân tử ban đầu này nó mang một điện tích dương. Vậy thì mình hãy xem trong cái phân tử này điện tích dương nằm ở đâu. Đối với clo thì đã có đủ 7 electron xung quanh rồi, cho nên là mỗi cái clo này không mang điện tích gì hết. Mình xem xét cái phosphor này, phosphor hóa trị 5 vốn có 5 electron hóa trị xung quanh, mà bây giờ nó chỉ gồm có 4 electron hóa trị xung quanh thôi. Vậy thì nó thiếu mất 1 electron, vậy thì nó còn lại một điện tích dương. Ví dụ số 13, BCl6, 1 trừ. Vậy thì phosphor cũng là nằm ở giữa và 6 cái clo nằm ở xung quanh. Thì
thêm electron vào, tạo nên các liên kết giữa phosphor và clo. Xung quanh mỗi cái clo cần phải có thêm 6 electron, nghĩa là 3 cặp điện tử nữa. Bây giờ sẽ thêm vào 3 cặp electron xung quanh mỗi cái clo. Phosphor vốn có 5 electron, mà ở đây phosphor đã xuất hiện tới 6 electron hóa trị xung quanh nó lận. Vậy thì nó bị dư 1 electron. Điều đó chứng tỏ là cái điện tích âm này phải nằm trên phosphor. Thì bạn hãy đánh một dấu trừ vào cái vị trí của phosphor, khoanh tròn lại để không bị lẫn lộn với những cái dấu mình vẽ liên kết. Ví dụ số 14 là BCNL4 1 trừ. Tương tự vậy, phosphor có 5 electron, clo có 7 electron và 4 clo thì là 28 electron. Phosphor vẫn nằm ở giữa, 4 clo sẽ nằm ở 4 bên. Sau đó thì chúng ta sẽ tạo cặp điện tử liên kết giữa phosphor với lại clo, và chúng ta đã sử dụng hết 8 electron. Một điều cần lưu ý là phosphor có 5 electron, clo có 7 electron, nhưng mà cái dòng này mang một điện tích âm, do đó mà chúng ta cần cộng thêm một electron nữa. Vậy thì tổng số electron hóa trị của cái dòng này là 34 electron. Và sau khi chúng ta xài hết 8 electron rồi, thì ở đây sẽ còn lại 26 electron nữa. 26 electron là tương ứng với 13 cặp điện tử. Vậy thì mình cần phải thêm 13 cặp điện tử này vào đâu? Chắc chắn là phải thêm vào clo. 1 cặp, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vậy thì mình còn dư một cặp. Mình nhìn thấy xung quanh cái phosphor này mới có 4 cặp xung quanh thôi. Cái ion này phải là ion mang điện tích âm. Vậy thì cái cặp còn lại mình phải thêm vào bên cạnh cái phosphor này. Bây giờ mình sẽ đếm cái số electron hóa trị của cái phosphor để từ đó xác định được điện tích của cái phosphor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Một nguyên tử phosphor vốn có 5 electron hóa trị, bây giờ nó có 6 electron hóa trị. Vậy thì cái phosphor này phải mang một điện tích âm, thì mình hãy vẽ một điện tích âm bên cạnh phosphor. Và để tránh nhầm lẫn với cái cặp điện tử, mình sẽ đánh cái dấu tròn. Ví dụ số 15, BCNL2 1 trừ, P 5 electron, CNL2 14 electron, 1 dấu trừ 1 electron nữa. Vậy thì chúng ta có tổng cộng là 20 electron. Đặt phosphor làm trung tâm, chúng ta có 2 clo nằm xung quanh cái phosphor. Sau đó thêm các cặp điện tử vào xung quanh clo. Chúng ta có 20 electron, chứng tỏ là chúng ta phải có 10 cặp điện tử. Mà ở đây chúng ta mới xài có 8 cặp điện tử thôi. Vậy thì mình còn lại thêm 2 cặp nữa. 2 cặp đó sẽ được điền vào xung quanh phosphor. Vậy thì xung quanh phosphor lúc này sẽ có được 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 electron hóa trị. Phosphor này phải mang một điện tích âm, đánh một dấu trừ vào kế bên phosphor. Ví dụ số 16, AsF5. Hạt là phân nhóm 9, nhóm 5, nên hạt sen có 5 electron hóa trị xung quanh. Flo có 7 electron hóa trị xung quanh, và 5 flo là có 35 electron hóa trị xung quanh. Vậy tổng cộng là chúng ta có được là 40 electron. Mà 40 electron này thì tương ứng với là 20 cặp điện tử. Hạt sen nằm ở giữa, 5 flo nằm ở xung quanh. Sau đó dùng 20 cặp điện tử để sắp xếp xung quanh những cái nguyên tử này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Đủ 20 cặp điện tử. Ví dụ số 17 là Lewis gắn với 2 clo. Lewis là thuộc phân nhóm 9 nhóm 6 cho nên sẽ có 6 electron. Clo phân nhóm 9 nhóm 7 cho nên có 7 electron. Mà 2 clo vậy thì là 14 electron. Thì chúng ta sẽ có tổng số electron ở đây là 6 với 14 là 20 electron. Mà 20 electron chính là 10 cặp electron. Lewis nằm ở giữa, hai bên là clo. Mình đã sử dụng hết 2 cặp rồi. Bây giờ mình còn lại 8 cặp nữa. 2 rồi, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đây chính là cấu trúc Lewis của cái phân tử SCNL2. Ví dụ 18 tương tự với ví dụ 17. Thay vì SCNL2 thì đây là SeCNL2. Selen và Lewis đều giống nhau ở phân nhóm 9, nhóm 6, cho nên selen cũng có 6 electron. Clo cũng có 7 electron hóa trị xung quanh. 2 clo có 14 electron hóa trị xung quanh. Tổng electron sẽ là 20 electron, tương ứng với 10 cặp electron. Selen nằm ở giữa, clo nằm hai bên. Sau đó thì thêm electron vào,
chúng ta có 10 cặp. Vậy thì 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ví dụ số 19, SF4. Lewin có 6 electron hóa trị, Flo có 7 electron hóa trị, 4 Flo có 28 electron hóa trị. Tổng số electron hóa trị của cái phân tử này sẽ là 34 electron hóa trị. 34 thì tương ứng với 17 cặp electron. Vẽ Lewin nằm ở giữa, 4 cái Flo nằm ở 4 chỗ xung quanh. Sau đó thì dùng 17 cặp này để phân bố, 4 cặp dùng để liên kết giữa Lewin với Flo. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Còn một cặp nữa sẽ là 17 nằm kế bên Lewin. Ví dụ số 20, SF6, Lewin 6 electron hóa trị, Flo 7 electron hóa trị, 7 lần 6 42 electron. Vậy thì ở đây có 48 electron hóa trị tổng cộng cho cái phân tử SF6. 48 thì sẽ tương ứng với 24 cặp. Tương tự, Lewin nằm ở giữa, 6 Flo nằm xung quanh. Sau đó sắp xếp 24 cặp electron này cho phù hợp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ví dụ số 21 là RnCNL2. Thì RN là một cái khí hiếm tên là radon. Radon thì có 8 electron hóa trị ở xung quanh do nó thuộc phân nhóm 9, nhóm 8. Clo thì có 7 electron hóa trị xung quanh, như thì 2 clo là có 14 electron. Tổng electron hóa trị của cái phân tử này sẽ là 22 electron, tương ứng với 11 cặp. Để vẽ cấu trúc thì bạn hãy đặt radon nằm ở giữa, sau đó thì 2 clo xung quanh. 11 cặp chúng ta sẽ phân bố vào vị trí electron liên kết là 2 rồi. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ví dụ số 22 là krypton kết hợp với 2 flo. Cũng tương tự với radon thì krypton cũng có 8 electron hóa trị. Tương tự như clo thì flo có 7 electron hóa trị xung quanh. Vậy thì ở đây chúng ta cũng có 11 cặp electron. Krypton nằm ở giữa, flo nằm hai bên. Các bạn hãy sử dụng 11 cặp này để tạo nên công thức Lewis. Ví dụ số 23 là krypton và 4 flo. Thì số electron của krypton vẫn là 8 electron hóa trị xung quanh. 4 flo là 28 electron hóa trị xung quanh. Vậy thì ở đây chúng ta có 36 electron hóa trị tương ứng với 18 cặp. Bạn hãy đặt krypton nằm ở giữa, 4 flo nằm ở xung quanh. Sau đó thì bạn sử dụng 18 cặp electron này để điền vào những vị trí phù hợp trong cái cấu trúc này. 17 và 18. Ví dụ số 24 là xenon O3. Xenon cũng là một dạng khí hiếm, cho nên xenon cũng có 8 electron hóa trị. Oxy, 3 oxy sẽ có là 18 electron hóa trị. Thì tổng electron hóa trị ở đây nó sẽ là 26 electron hóa trị, tương ứng với 13 cặp electron. Thì bạn hãy đặt xenon là nguyên tố trung tâm, 3 oxy nằm ở xung quanh. Sau đó bạn hãy sử dụng 13 cặp electron này để phân bố sao cho phù hợp. Sau đó thì phân bố xung quanh oxy và phân bố xung quanh xenon. Do oxy hóa trị 2, do đó mà chúng ta có thể thêm một cặp ở đây. Vậy là sử dụng hết 6 cặp. Và xung quanh oxy cần phải thêm 2 cặp nữa thì mới đủ bát tử. 6 cặp được sử dụng rồi. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vậy thì còn một cặp phải nằm trên xenon. Xenon thì có nhiều hơn 4 cặp điện tử xung quanh. Nhưng mà do xenon không phải ở chu kỳ 2, cho nên xenon có khả năng nhận nhiều hơn 4 cặp electron. Ví dụ 25 cũng là xenon nhưng mà là với 4 oxy. Vậy thì bạn hãy cũng đặt xenon ở giữa, sau đó 4 oxy bạn đặt xung quanh. Ở đây xenon có 8 electron, 4 oxy là có 24 electron. Tổng cộng là có 32 electron hóa trị, tương ứng với 16 cặp. Vậy thì bạn hãy sử dụng 16 cặp này để điền xung quanh những nguyên tử. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ví dụ 26 là beryl chloride. Beryl thì có 2 electron ở tầng hóa trị, 2 clo là sẽ có 14 electron ở tầng hóa trị. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ có 16 electron hóa trị tương ứng với 8 cặp. Bạn hãy đặt beryl ở giữa, 2 clo hai bên. Sau đó 8 cặp này bạn sẽ sử dụng làm liên kết trước. 2 cặp liên kết, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Nhưng mà xung quanh cái Berry vẫn không có đủ 4 cặp điện tử. Mặc dù Berry là thuộc về cái chu kỳ thứ hai, nhưng mà Berry chỉ cần có 2 cặp xung quanh là được. Cái vấn đề bao nhiêu cái cặp điện tử xung quanh, nó phụ thuộc vào cái kích thước của cái nguyên tử, phụ thuộc vào cái điện tích hạt nhân của nguyên tử. Nếu như cái nguyên tử này quá nhỏ, thì khi mà chúng ta thêm electron vào cái nguyên tử này, thì những cái electron trong một cái kích thước nhỏ như vậy đó, thì electron nó sẽ đẩy nhau, nó sẽ làm cho cái nguyên tử trở nên không có bền, từ đó dẫn đến cả cái phân tử cũng không có bền, và cái điều không bền thì không có thuận lợi để mà xảy ra. Một cái lý do khác nữa là nó phụ thuộc vào cái điện tích hạt nhân ở đây, và xung quanh chính là electron. Vậy thì nếu với những cái nguyên tử mà nó có điện tích hạt nhân nhỏ thôi, thì khi mà mình thêm electron vào mà electron thì di chuyển rất là nhanh, nó có xu hướng lan rộng, có xu hướng di chuyển, và những cái tương tác đẩy của electron cũng sẽ làm cho electron không được giữ chặt chẽ trong cái nguyên tử này. Khi mà cái hạt nhân nguyên tử có điện tích nhỏ, thì cái lực tác dụng của cái điện tích dương từ hạt nhân lên cái electron mang điện tích âm nó cũng yếu, làm cho electron khó mà được giữ bên trong nguyên tử. Từ đó mà electron dễ bị mất đi hơn. Từ hai cái yếu tố này mà cái Berry nó không thể nào mà nhận thêm electron được, do Berry có điện tích hạt nhân nhỏ và kích thước cũng nhỏ. Ví dụ số 27 là BF3, bo nó sẽ có 3 electron hóa trị, 3 fluor thì sẽ có 21 electron hóa trị. Tổng cộng cái phân tử này sẽ có 24 electron hóa trị, tương ứng với 12 cặp điện tử. Để vẽ cấu trúc của BF3 thì bạn hãy vẽ B ở giữa và 3 cái F nằm xung quanh. Bây giờ thì bạn đã sử dụng hết 3 cặp rồi, còn lại 9 cặp bạn có thể phân bố trên những cái fluor này. Vậy thì bo cũng là một cái trường hợp ngoại lệ của chu kỳ 2. Mặc dù bo thuộc chu kỳ 2, nhưng cái nguyên tử bo này không cần phải có 4 cặp điện tử xung quanh. Bo thì nó hơi lửng lửng, nó không quá nhỏ, cũng không quá lớn. Cho nên trong trường hợp này thì bo chỉ cần 3 cặp điện tử xung quanh. Nhưng mà trong những trường hợp khác, thí dụ như cái ion là BF4-1-, thì bo vẫn có thể đạt được 4 cặp điện tử xung quanh và vẫn đảm bảo độ bền của cái ion này. Ví dụ số 28, YCl thì iod là nhóm 7, clo cũng là nhóm 7, đều có 7 electron. 7 electron tương ứng với 14 electron tổng cộng của cái phân tử và tương ứng với 7 cặp. Sau đó thì dùng 7 cặp này để tạo thành cặp electron liên kết và electron không liên kết. Đây chính là cấu trúc Lewis của cái phân tử YCl. Ví dụ số 29, YCl4-1-, 5 cái nguyên tử halogen này là có 35 electron cộng với 1 electron để tạo thành điện tích âm nữa là nó có 36 electron, tương ứng với 18 cặp. Bạn hãy đặt iod ở giữa, 4 cái clo nằm ở xung quanh. Sau đó dùng 18 cặp này để 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Thì còn thêm thiếu 2 cặp nữa sẽ được đặt xung quanh iod 17, 18. Xung quanh mỗi clo đã có đủ 7 electron hóa trị, nhưng mà xung quanh cái iod lại có tới 8 electron hóa trị. Do đó mà iod sẽ mang một điện tích âm. Ví dụ số 30, YF5, 6 halogen, 42 electron, tương ứng với 21 cặp điện tử. Vậy thì bạn có thể đặt iod nằm ở giữa, 5 cái fluor xung quanh. Sau đó thì bạn phân bố 21 cặp này. Thí dụ 31, YCl5, iod 5 Cl xung quanh. Sau đó thì đặt những cặp điện tử vào. Đây chính là cấu trúc Lewis của phân tử này. Ví dụ số 32, ClF3. Tổng số electron của cái phân tử này sẽ gồm là 28 electron, tương ứng với 14 cặp. Clo sẽ được đặt ở giữa và 3 cái fluor sẽ được đặt ở xung quanh. Sau đó 14 cặp electron này sẽ được phân bố. Ví dụ số 33, O2F2, oxy có 6 electron hóa trị, fluor có 7 electron hóa trị. Vậy thì tổng cộng là 26 electron hóa trị, tương ứng với 13 cặp. Oxy hóa trị 2 sẽ được đặt ở giữa. 13 cặp này sẽ được phân bố sao cho phù hợp. Đây chính là cấu trúc Lewis. Ví dụ số 34 là OCl2. Oxy có 6 electron, clo có 7 electron. Vậy thì ở đây là chúng ta có 20 electron, tương ứng với 10 cặp.
Oxy được đặt ở giữa, hai cờ lo đặt hai bên. 10 cặp này sẽ được phân bố tạo thành cặp liên kết 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cấu trúc Lewis của phân tử này. Ví dụ số 35, phân tử nitơ N2. Mỗi nitơ là có 5 electron. 2 nitơ là 10 electron, vậy thì có 10 electron tương ứng với 5 cặp nitơ kết hợp với nitơ. 5 cặp electron này sẽ được phân bố 1, 2, 3, 4, 5. Đây là cấu trúc Lewis của nitơ. Ví dụ số 36 là oxy. Oxy thì có 6 electron. 2 oxy là 12 electron tương ứng với 6 cặp oxy kết hợp với oxy. Bạn hãy sử dụng 6 cặp này để mà tạo nên công thức Lewis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ví dụ số 37, O2, 2 trừ. 2 oxy là có 12 electron, bây giờ thêm 2 điện tử để tạo thành dấu trừ, 2 dấu trừ này nè. Vậy là có 14 electron, tương ứng với 7 cặp oxy, oxy ở đây. Tiếp theo 7 cặp này sẽ được phân bố như sau, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mỗi oxy hiện giờ đã có 7 electron hóa trị, nhưng mà oxy vốn chỉ có 6 electron hóa trị. Do đó mà mỗi oxy này bị dư ra 1 electron, nó sẽ mang điện tích âm. Ví dụ số 38 là ozon. Ozon có 18 electron hóa trị tương ứng với 9 cặp. Cấu trúc của ozon như sau. 3 oxy chúng ta sắp xếp như thế này. Sau đó 9 cặp chúng ta bắt đầu phân bổ. Bây giờ mỗi oxy đều đã có 4 cặp điện tử xung quanh. Mình đánh số oxy số 1, oxy số 2, oxy số 3. Ở cái oxy số 1 này mặc dù có 4 cặp điện tử xung quanh, nhưng xét về điện tử hóa trị thì nó có tới 7 điện tử hóa trị, do đó mà nó mang một điện tích âm. Cái oxy số 2 này cũng có 4 cặp điện tử xung quanh, nhưng xét về điện tử hóa trị thì nó chỉ có 5 điện tử hóa trị thôi, do đó mà nó mang một dấu cộng. Còn cái oxy số 3 thì có 4 cặp điện tử xung quanh và 6 electron hóa trị, do đó mà nó không mang điện tích. Vậy thì trong cái phân tử ozon này có một điện tích âm và một điện tích dương, tổng hợp lại là cái phân tử ozon này trung hòa. Ví dụ số 39, POCl3. Phosphor là ở phân nhóm 9, nhóm 5 có 5 electron hóa trị. Oxy phân nhóm 9, nhóm 6 có 6 electron hóa trị. Clo phân nhóm 9, nhóm 7 có 7 electron hóa trị và 3 clo có 21 electron hóa trị. Tổng electron hóa trị bây giờ nó sẽ là 32 electron hóa trị, tương ứng với 16 cặp. Cấu trúc Lewis được vẽ như sau. Phosphor hóa trị cao được đặt ở giữa, các nguyên tử khác được đặt xung quanh. Tổng cộng có 16 cặp và khi tạo liên kết thì mình đã sử dụng hết 4 cặp. Tiếp theo, mình sẽ sử dụng các cặp còn lại. Ví dụ 40, SO2CL2. Lewis hay oxy đều có 6 electron hóa trị, do đó mà SO2 này là 18 electron hóa trị, 2 clo này là 14 electron hóa trị. Vậy thì tổng cộng chúng ta có 32 electron hóa trị, tương ứng với 16 cặp. Lewis sẽ được đặt ở giữa, oxy đặt hai bên, clo cũng đặt hai bên. Sau đó phân bổ 16 cặp này cho phù hợp. Ví dụ số 41 là khí CO. Carbon có 4 electron hóa trị, oxy có 6 electron hóa trị. Thì CO nó có 10 electron hóa trị tương ứng với 5 cặp CO. Sau đó chúng ta sử dụng 5 cặp này để tạo nên các cặp điện tử phù hợp. Xung quanh oxy có 4 cặp điện tử, nhưng mà xét về điện tử hóa trị thì oxy chỉ có 5 điện tử hóa trị thôi. Do đó oxy mang điện tích dương. Xung quanh carbon có 4 cặp, nhưng mà xung quanh carbon lại có 5 điện tử hóa trị, trong khi carbon vốn ban đầu chỉ có 4 điện tử hóa trị, cho nên carbon đem lại điện tử âm. Tổng hợp lại hai điện tử hóa trị âm và dương này thì khí CO này là một cái phân tử trung hòa. Và bạn cũng lưu ý là hồi nãy ở một cái bước về điện tích có nói là điện tích âm thì nên nằm trên nguyên tử có độ âm điện lớn, điện tích dương nên nằm trên nguyên tử có độ âm điện nhỏ. Nhưng mà trong trường hợp CO thì không có chuyện đó xảy ra. CO là một cái trường hợp ngoại lệ do chúng ta không thể nào vẽ được một cái cấu trúc khác để mà phù hợp với những nguyên tắc đã nêu ban đầu. Ví dụ số 42, khí CO2, carbon có 4 electron, 2 oxy thì có 12 electron, tổng cộng chúng ta có 16 electron tương ứng với 8 cặp carbon ở giữa, oxy ở hai bên. Sau đó hãy phân bố 8 cặp này cho phù hợp. Ví dụ số 43, CO3 2 trừ, 4 electron từ carbon,
18 electron từ oxy và 2 electron từ cái điện tích âm, tổng cộng chúng ta có 24 electron, tương ứng với 12 cặp carbon có hóa trị cao hơn oxy. Carbon vẫn nằm ở giữa, oxy nằm ở xung quanh. 12 cặp điện tử sẽ được phân bố sao cho phù hợp. Cái ion CO3 này có điện tích là 2, vậy thì bên trong cái cấu trúc Lewis của mình cũng phải xuất hiện 2 điện tích âm. Chúng ta đếm ở đây, xung quanh cái oxy này có 4 cặp điện tử và có 7 electron xung quanh, nhiều hơn 1 electron so với oxy trung hòa ban đầu, vậy thì nó phải mang một điện tích âm. Tương tự oxy ở vị trí này cũng mang một điện tích âm ở đây, trong khi cái oxy còn lại thì có 6 electron quá trị xung quanh, cho nên là nó trung hòa. Ví dụ số 44, SO3 lưu huỳnh 6 electron, 3 oxy 18 electron, vậy thì chúng ta có 24 electron tương ứng với 12 cặp. Lưu huỳnh được đặt ở giữa, 3 oxy đặt xung quanh để tạo thành cái khung của phân tử. Sau đó thì bạn sử dụng 12 cặp này để sắp xếp. Đây là cấu trúc Lewis của lưu huỳnh trioxid. Ví dụ số 45, SO3 2 trừ, lưu huỳnh dẫn 6 electron, 3 oxy 18 electron và có thêm 2 electron từ điện tích âm, như thì có 26 electron tương ứng với 13 cặp. Oxy ở đây có 7 electron, cho nên oxy này phải có một điện tích âm. Oxy bên tay trái này cũng có 7 electron, cho nên phải mang một điện tích âm. Oxy hướng xuống bên dưới này có 6 electron hóa trị xung quanh, cho nên không mang điện tích. Vậy thì cái cấu trúc Lewis này đã thể hiện đúng 2 điện tích âm của cái ion SO3 2 trừ. Ví dụ số 46 là ion SO4 2 trừ, lưu huỳnh có 6 electron, 4 oxy là 24 electron, thêm 2 electron từ cái điện tích âm này nữa là 32 electron hóa trị của cái ion này. 32 electron hóa trị tương ứng với là 16 cặp. Giải cấu trúc Lewis, lưu huỳnh nằm ở giữa, 4 oxy nằm xung quanh. 16 cặp được phân bố như sau. Oxy ở vị trí này có 7 electron hóa trị xung quanh, cho nên nó có một điện tích âm. Oxy ở vị trí này có 7 electron xung quanh, cho nên nó có một điện tích âm. Ví dụ số 47, NO 1 cộng, nitơ có 5 electron, oxy có 6 electron. Do có một dấu cộng cho nên là tổng electron của ion này là 10 electron, tương ứng với 5 cặp nitơ oxy. Dùng 5 cặp này để phân bổ 1, 2, 3, 4, 5. Xung quanh nitơ đã có 5 electron hóa trị, tương ứng với 5 electron ban đầu vốn có của nguyên tử nitơ, nên nitơ này không mang điện tích. Xung quanh oxy này có 5 electron hóa trị, trong khi oxy nguyên tử mà trung hòa thì phải có 6 electron, do đó oxy này phải mang một điện tích dương. Ví dụ số 48, NO2 1 trừ, nitơ thì có 5 electron, 2 oxy thì có 12 electron, thêm một dấu trừ nữa thì tổng cộng chúng ta có 18 electron tương ứng với 9 cặp nitơ oxy ở xung quanh. Dùng 9 cặp này để phân bổ sao cho có một điện tích âm. Xung quanh nitơ có đủ 5 electron hóa trị, đồng thời có 4 cặp điện tử. Xung quanh oxy bên trái có 6 electron hóa trị và có 4 cặp điện tử. Oxy bên phải cũng có 4 cặp điện tử xung quanh, nhưng mà xét về điện tử hóa trị thì có tới 7 điện tử hóa trị, do đó mà oxy chỗ này sẽ có một điện tích âm. Ví dụ số 49, NO3 1 trừ, nitơ có 5 electron, 3 oxy là 18 electron, có thêm một dấu trừ cho nên tổng electron hóa trị của NO3 1 trừ này sẽ là 24 electron, tương ứng với 12 cặp. Nitơ được đặt ở giữa, oxy được đặt xung quanh. 12 cặp này được phân bổ như sau: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Xét về điện tử hóa trị thì nitơ chỉ mới có 4 điện tử hóa trị thôi. Trong khi đó nitơ mà muốn trung hòa thì nitơ phải có 5 điện tử hóa trị. Do đó mà nitơ ở vị trí này phải có một điện tích dương. Tiếp theo là oxy ở đây có 7 electron hóa trị xung quanh. Do đó oxy này có một điện tích âm. Oxy bên tay phải phía trên này cũng có 7 electron hóa trị xung quanh. Do đó mà cũng có một điện tích âm. Tổng số điện tích âm là 2, điện tích dương là 1. Vậy thì cuối cùng cái phân tử này sẽ có một điện tích âm, NO3 1 trừ. Ví dụ số 50, NO4 3 trừ, nitơ cũng là 5 electron, 4 oxy thì sẽ có 24 electron, cộng thêm 3 electron từ cái điện tích âm nữa thì tổng cộng là chúng ta có 32 electron, tương ứng với là 16 cặp điện tử. Giải cấu trúc Lewis như sau: nitơ ở giữa, 4 oxy xung quanh. Nitơ có đủ 4 cặp điện tử xung quanh, còn về điện tử hóa trị thì mới có 4 điện tử hóa trị, trong khi 5 điện tử hóa trị thì mới là trung hòa.
do đó nó phải mang điện tích dương. Mỗi oxy này đều có 7 electron hóa trị, mà oxy trung hòa thì chỉ có 6 electron hóa trị thôi, do đó mỗi oxy này mang một điện tích âm. 3 điện tích âm, 1 điện tích dương, do đó tổng cộng cả cái ion này thì sẽ là mang 3 trừ. Ví dụ số 51, PO4 3 trừ, phosphor có 5 electron hóa trị, 4 oxy là 24 electron hóa trị, thêm 3 electron của điện tích âm này nữa, tổng cộng là có 32 electron hóa trị, tương ứng với 16 cặp. Cấu trúc được vẽ như sau, phosphor nằm ở giữa, 4 oxy nằm xung quanh. Giả xét về điện tử hóa trị thì phosphor có 5 điện tử hóa trị ở đây, do đó mà phosphor không mang điện tích. 3 cái oxy này có 7 electron hóa trị, do đó 3 cái oxy ở vị trí này sẽ đều mang điện tích âm. Còn một cái oxy còn lại có 6 electron hóa trị, do đó không mang điện tích. Vậy thì nguyên cái ion này sẽ có điện tích là 3 trừ. Ví dụ số 52, PO3 3 trừ, 5 electron từ phosphor, 18 electron từ 3 oxy, cộng thêm 3 electron từ cái điện tích âm thì tổng cộng chúng ta sẽ có 26 electron, tương ứng với 13 cặp. Để vẽ thì bạn đặt phosphor ở giữa, 3 oxy ở xung quanh, 13 cặp thì bạn phân bố như vậy. Phosphor có đủ 5 electron hóa trị xung quanh nên phosphor không mang điện tích. Mỗi oxy này đều mang 7 electron hóa trị xung quanh cho nên mỗi oxy này sẽ có điện tích là 1 trừ. Tổng cộng là cái ion này sẽ mang điện tích là 3 trừ. Ví dụ số 53 là CnLO2 1 trừ, clo là 7 electron, 2 oxy là 12 electron, thêm 1 dấu trừ nữa là chúng ta sẽ có được là 20 electron tương ứng với 10 cặp. Bạn hãy đặt clo ở giữa, oxy xung quanh, sau đó thêm các cặp electron cho phù hợp. Xung quanh clo hiện giờ là đã có 7 electron hóa trị, tương ứng với 7 electron hóa trị ban đầu của clo, cho nên clo không có mang điện tích. Oxy bên tay trái thì có 6 electron hóa trị xung quanh, cho nên cũng không mang điện tích. Nhưng mà oxy bên tay phải thì có 7 electron hóa trị xung quanh, cho nên mang một điện tích âm. Ví dụ số 54, ion CnLO3 1 trừ, clo 7 electron, 3 oxy 18 electron, thêm 1 electron từ cái điện tích âm này nữa là chúng ta sẽ có 26 electron, tương ứng với là 13 cặp điện tử. Bạn vẽ như sau, clo bạn đặt ở giữa, oxy xung quanh, 13 cặp thì bạn phân bố như vậy. Nhìn cái clo này thì nó có vẻ như nhiều electron, nhưng khi chúng ta kiểm tra lại thì xung quanh cái clo ở giữa này nó chỉ có 7 electron hóa trị thôi, nên nó không có mang điện tích. Cái điện tích âm của ion này là đến từ cái nguyên tử oxy nằm bên tay phải đây, nó có 7 electron, do đó mà nó mang một điện tích âm. Ví dụ số 55, OCN 1 trừ, O thì có 6 electron, C thì có 4 electron và nitơ thì có 5 electron, thêm 1 dấu trừ nữa. Vậy thì chúng ta có là 16 electron, tương ứng với 8 cặp. Carbon bằng đặt ở giữa, oxy và nitơ thì bạn đặt hai bên. 8 cặp electron thì bạn phân bổ như vậy. Do ion này mang điện tích âm mà mình nhìn vào đây thì mình thấy oxy là có độ âm điện lớn nhất, cho nên mình phải ưu tiên để cho oxy mang điện tích âm trước. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oxy này có 4 cặp xung quanh. Nhưng xét về electron hóa trị thì nó có 7 electron hóa trị, do đó oxy này mang một điện tích âm. Ví dụ số 56, HCN 1 trừ, lưu là có 6 electron, bon là có 4 electron, nitơ là có 5 electron, thêm 1 dấu trừ nữa. Ion này cũng có 16 electron, tương ứng với 8 cặp. Bạn cũng đặt carbon ở giữa, lưu và nitơ ở xung quanh. Nhìn vào đây mình thấy nitơ là có độ âm điện lớn nhất, cho nên mình phải ưu tiên để cho nitơ có được điện tích âm. Ví dụ số 55, bạn có thể viết ra cái cách tương tự như là cái ví dụ số 56, nghĩa là cái điện tích âm sẽ nằm trên nitơ thay vì nằm trên oxy. Nhưng mà như vậy thì sẽ không có đúng, bởi vì nó sẽ không có bền. Cái điện tích âm nên nằm trên nguyên tử có độ âm điện lớn là oxy. Còn ở cái ví dụ số 56, bạn hoàn toàn có thể viết ra cái cấu trúc Lewis giống như ví dụ số 55, nghĩa là cái điện tích âm sẽ nằm ở trên cái nguyên tử Lewis thay vì ở trên nguyên tử nitơ. Nhưng mà do nguyên tử nitơ có độ âm điện lớn hơn Lewis, cho nên chúng ta phải ưu tiên đặt cái điện tích âm trên nguyên tử nitơ thì nó mới là gần với thực tế nhất. Thực tế luôn luôn nó phải ở trạng thái bền. Cái điện tích âm nằm trên cái nguyên tử độ âm điện lớn thì nó sẽ bền. Ví dụ số 57, Br3 1 trừ, thì tổng cộng là cái ion này nó sẽ có là 22 electron,
tương ứng với là 11 cặp. Bạn vẽ như sau. Những nguyên tử brom ở bìa thì đều có đủ 7 electron hóa trị, do đó không có mang điện tích. Nhưng mà nguyên tử brom ở giữa thì có tới 8 electron hóa trị, do đó mà nó sẽ mang một điện tích âm. Ví dụ số 58 tương tự với ví dụ số 57, Y3 1 trừ cũng có 22 electron, tương ứng với 11 cặp điện tử. Tương tự như ví dụ 57, ba cái iốt cũng được vẽ như thế này, sau đó thì các electron cũng được phân bổ tương tự và điện tích âm cũng nằm trên nguyên tử iốt ở giữa. Ví dụ số 59, N3 1 trừ nitơ thì có 5 electron, 3 nitơ là 15 electron, thêm 1 electron từ điện tích âm này nữa là 16 electron, tương ứng với lại 8 cặp. Bạn sắp xếp như sau, 3 nitơ, sau đó thì phân bổ electron. Hai nguyên tử nitơ ở bên ngoài thì đều có 6 electron hóa trị xung quanh, do đó mà nó mang một điện tích âm. Còn nguyên tử nitơ ở giữa có 4 electron hóa trị xung quanh thì nó phải mang một điện tích dương. Vậy thì tổng điện tích của ion này sẽ là 1 trừ. Ví dụ số 60, N2O, 2 nitơ là 10 electron, oxy 6 electron, vậy là tổng cộng có 16 electron tương ứng với 8 cặp. Cấu trúc được vẽ như sau, 5 electron hóa trị xung quanh. 5 electron hóa trị xung quanh thì cái nitơ bên trái này không mang điện tích. Còn cái nitơ ở giữa có 4 electron hóa trị xung quanh, cho nên là nó phải mang một điện tích dương. Oxy bên tay phải mang một điện tích âm. Vậy thì tổng điện tích của cái phân tử này sẽ là 0. Ví dụ số 61 là phân tử NO. Nitơ 5 electron, oxy 6 electron, vậy thì đây là có 11 electron tương ứng với 5.5 cặp. Nãy giờ thì các ví dụ của chúng ta chỉ toàn là chứa số electron chẵn thôi. Ở cái ví dụ này chứa số electron lẻ. Do đó mà một trong hai cái nguyên tử này chắc chắn là không có đủ cái số cặp electron để mà phân bổ, mà nó sẽ tồn tại ở dạng một electron lẻ. Bạn vẽ cấu trúc Lewis của cái phân tử NO như sau. Xung quanh cái nitơ có 3 cặp electron cùng với một electron lẻ. Nó đủ 5 electron hóa trị thì nó cũng trung hòa. Ví dụ số 62 là N2O3, 2 nitơ là 10 electron, 3 oxy là có 18 electron, tổng cộng là mình có 28 electron hóa trị ở đây, tương ứng với là 14 cặp. Với cái phân tử N2O3 này thì bạn vẽ như sau. Bạn xem từ phải qua trái nè, cái oxy đầu tiên này là trung hòa nè. Cho xét về cái electron hóa trị của nó là nó có 6 electron hóa trị. Cái nitơ tiếp theo này cũng trung hòa này, do nó có 5 electron hóa trị. Cái nitơ tiếp theo nữa phía bên trái này là nó có 4 electron hóa trị thôi, do đó nó phải mang một điện tích dương. Cái oxy bên trái mà phía trên đó, thì nó có 6 electron hóa trị, do đó nó trung hòa. Cái oxy phía dưới bên trái thì nó có 7 electron hóa trị, do đó mà cái oxy này nó sẽ mang một điện tích âm. Tổng hợp hai điện tích âm và dương này thì cái phân tử này là một phân tử trung hòa. Ví dụ số 63 là N2O4, 2 nitơ là 10 electron, 4 oxy là 24 electron. Tổng cộng chúng ta có 34 electron tương ứng với 17 cặp. Bạn vẽ cấu trúc như sau, nitơ có hóa trị 3, oxy hóa trị 2, do đó nitơ nằm ở giữa, các oxy nằm ở xung quanh. Bây giờ bạn xem xét điện tích, cái oxy có 7 electron hóa trị xung quanh thì có điện tích âm. Oxy có 6 electron hóa trị xung quanh thì không có điện tích. Vậy thì mình có 2 oxy mang điện tích âm. Đồng thời hai nguyên tử nitơ này cũng mang điện tích dương, do nó chỉ có 4 electron hóa trị thôi. Hai điện tích âm và hai điện tích dương, do đó cái phân tử N2O4 là một cái phân tử trung hòa. Ví dụ số 64, N2O5 cũng là một phân tử trung hòa. 2 nitơ là 10 electron, 5 oxy là 30 electron. Thì tổng cộng chúng ta có 40 electron, tương ứng với là 20 cặp. Nitơ vẫn là cái các nguyên tử trung tâm. 20 cặp electron thì chúng ta sẽ phân bổ như vậy. Và bây giờ chúng ta xem xét này, cũng tương tự như ở ví dụ số 63, có hai cái nguyên tử oxy mà mỗi nguyên tử bị dư hết 1 electron hóa trị, do đó mà nó sẽ mang điện tích âm. Mỗi nguyên tử nitơ bị thiếu một electron hóa trị, do đó nó mang điện tích dương. Hai điện tích âm và hai điện tích dương, cho nên là cái phân tử N2O5 này là cái phân tử trung hòa.
Đến đây thì mình tin rằng là bạn đã rất là rành rẽ về cái cách viết những cái cấu trúc Lewis rồi. Mình rất là vui khi mà bạn xem cái video này tới lúc này luôn. Mong là cái video của mình giúp ích nhiều cho bạn. Và mình sẽ cố gắng làm ra thêm nhiều cái video để chia sẻ những cái điều mình biết. Chào bạn và hẹn gặp lại trong những cái video tiếp theo nhé.